Tối ngày 12 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới phát hiện 22 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2, gồm 7 nhân viên phòng công nghệ thông tin và 15 bệnh nhân phòng tổ chức hành chính. Bệnh viện tạm phong tỏa để tiến hành điều tra truy vết, khử khuẩn môi trường. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 6, nhân viên phòng công nghệ thông tin cư trú tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn đến bệnh viện đi làm và thực hiện khai báo y tế theo quy định. Do có triệu chứng sốt nhẹ, nhức mỏi, ho nên được phân luồng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 12 tháng 6, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 596 nhân viên và bệnh nhân nội trú. Tất cả 63 mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nội trú có kết quả âm tính và phát hiện thêm 6 nhân viên còn lại của phòng công nghệ thông tin và 15 nhân viên phòng hành chính quản trị dương tính với SARS-CoV-2. 15 nhân viên trong phòng hành chính quản trị có một người là vợ của nhân viên công nghệ thông tin được phát hiện nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bên cạnh đó, trong nhóm nhân viên công nghệ thông tin có một người cư trú tại lốc A1, chung cư E-Home 3 ở quận Bình Tân. Hiện tại, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương khoanh vùng, lập danh sách toàn bộ các trường hợp nghi nhiễm về HCDC để chuyển thông tin tiến hành truy vết tại nơi cư trú, tiến hành vệ sinh khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.